Mình là Linda đến từ Kho số 8 TV. Hôm nay thì Linda sẽ chia sẻ với mọi người một cái kèo kiếm tiền vô cùng đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Tức là bạn không cần phải bỏ vốn vào cũng như là không cần phải chịu bất kỳ rủi ro nào hết. Đó là chương trình Learn and Earn của CoinMarketCap, tức là vừa học và kiếm tiền từ crypto. Thì ở những cái video lần trước thì Linda đã giới thiệu qua cái chương trình này cùng với những cái dự án khác. Và hiện tại thì chương trình này đã quay trở lại với hai dự án vô cùng xịn sò. Đầu tiên là dự án Tron hay còn gọi là mạng Tron TRX ha. Và dự án thứ hai là các cái dự án nhỏ build ở trên BNB Chain. Thì chắc hẳn là hai cái tên này đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái cách thức tham gia chương trình cũng như là cách kiếm thêm thu nhập từ hai cái chương trình này ha. Let's go. Ok, thì mọi người hãy truy cập vào coinmarketcap.com/earnlinda ha. Và trên giao diện thì mọi người cũng có thể thấy luôn là Learn Crypto, Earn Crypto, tức là học về crypto và kiếm tiền từ crypto luôn. Và trước khi tham gia chương trình thì mọi người hãy chuẩn bị cho Linda hai thứ. Đầu tiên là một tài khoản CoinMarketCap, và thứ hai là một tài khoản Binance đã KYC ha. Hai cái điều này khá là đơn giản. Thì cách thức tham gia chương trình thì mọi người chỉ cần xem video về cái dự án đó cũng như là hoàn thành bài test, và cuối cùng là mình sẽ có cơ hội được airdrop những cái đồng token của dự án. Hiện tại thì có rất là nhiều dự án để mọi người có thể học hỏi. Tuy nhiên chỉ có hai cái dự án chính đang live, tức là mọi người có thể kiếm được tiền nha. Còn các dự án khác thì mọi người chỉ có thể học chứ không có thể kiếm tiền được. Thì chúng ta sẽ có dự án Tron và các cái dự án nhỏ build ở trên BNB Chain. Thì Linda sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tham gia hai cái dự án này và chúng ta cùng bắt đầu ha. Trên cái giao diện Learn and Earn của Tron đó, thì mọi người có thể thấy là có khoảng 5 video tương ứng với 5 bài học. Thì bạn nào không giỏi tiếng Anh hoặc là không có thời gian đọc kỹ thì có thể làm theo Linda. Nhưng mà mọi người nhớ là mọi người phải đọc qua cũng như là xem qua các video, các cái bài học này. Tại vì bên CoinMarketCap người ta có tool track ấy, thì người ta có thể track xem thử là bạn có thực sự học hay không, để xem thử là bạn có hợp lệ với cái tư cách là tham gia cuộc thi hay không. Nên các bạn nhớ là phải xem qua các bài học này ha. Sau đó thì các bạn hãy click vào cái chữ Take the Quiz ở bên dưới, thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang thông tin của cái dự án này. Đây, và ở trong cái trang này thì người ta có nêu rất là rõ, đó là chương trình Learn and Earn của Tron đó, thì sẽ có tổng trị giá là 4,5 triệu TRX, tức là tầm khoảng 300.000 đô la. Thì với cái giá TRX hiện tại, cái lúc mà Linda đang nói là 0.0801 đô la, thì mỗi người mà hoàn thành bài test thành công thì sẽ có cơ hội nhận được 306 TRX, tức là tầm khoảng 20 đô la, cũng như là 50 cái kim cương này là cho cái phần thưởng của cái tài khoản CoinMarketCap. Chương trình của Learn and Earn của Tron thì sẽ chạy từ 25 tháng 5 đến 23 tháng 6. Và bạn còn phải hoàn thành bài quiz trước cái thời gian đó ha. Đây chính là bài quiz, thì các bạn có thể bấm thẳng vào cái hộp này hoặc là bấm vào cái link này cho chắc, tại vì nhiều cái máy nó không có tích hợp được cái hộp này thì các bạn phải bấm vào cái link ha. Vậy mình cùng bắt đầu làm luôn. Rồi các bạn hãy bấm bắt đầu để bắt đầu bài quiz. Verify. I agree. Yes. Và ở đây các bạn hãy cung cấp cái địa chỉ email mà các bạn dùng để làm tài khoản CoinMarketCap. Và hãy cung cấp cái địa chỉ ID, cái ID của cái tài khoản Binance của bạn. Thì các bạn phải cung cấp, tại vì cái phần thưởng TRX này nó sẽ được phân phối vào cái tài khoản Binance của mình. Thì các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Binance và bấm vào cái chữ Profile và click vào Dashboard. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện dashboard, và từ đó các bạn hãy lấy cái user ID ở đây ha. Và dán vào bên CoinMarketCap. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái phần trả lời câu hỏi. What is Tron? Tron is a robust blockchain ecosystem designed and developed by blockchain developers all over the world, which follows the philosophy of decentralize the web. There are multiple kinds of products involved in the Tron ecosystem, including public chain, wallet chain, decentralized applications, dApps, etc. These products are closely related to each other, and together, this supports the stability of the whole ecosystem. Thì Linda sẽ chỉ cho các bạn cái đáp án của các câu trả lời này ha. USDT, USDC, TUSD,
SDJ, USDD, JonesCan, Blockchain Explorer, Ape NFT Foundation, Tron Now. Người ta sẽ bảo là các bạn hãy follow cái tài khoản CoinMarketCap ở trên Gravity để bạn click vào cái đường link này. Nhớ là các bạn phải đăng nhập vào tài khoản CoinMarketCap của mình rồi nha và click follow. Ok. Sau bấm yes. Sau đó là follow Tron ở trên Gravity thì chúng ta tiếp tục click vào đường link này. Bấm chữ follow. Bấm yes. Và hãy để lại một comment ở trên cái post này của Tron. Chúng ta hãy bấm vào cái link của bài post này. Và hãy để lại một cái comment gì đó. Đó. Và sau đó chúng ta bấm yes. Và các bạn nhớ là sẽ có phần thưởng 20 Tron cho những cái người mà đưa ra cái comment hay nhất ở đây nha. Rồi sau đó các bạn bấm submit. Yeah, và mình đã hoàn thành cái bài test của Tron. Còn với cái chương trình Web3 trên BNB Chain thì nó sẽ hơi khác một tí so với các cái chương trình khác của Learn and Earn trước đây mà mình đã từng làm. Bởi vì nó không chỉ về riêng một dự án mà nó là nhiều dự án khác nhau về Web3 dựa trên BNB Chain. Thì chúng mình sẽ cùng coi qua ha. Thì đầu tiên là mình sẽ quan tâm tới cái phần thưởng của cái How to Web3 on BNB Chain. Thì tổng phần thưởng là $252,000 dưới dạng token của dự án. Nhưng mà đặc biệt là không phải là token BNB nha mọi người, mà là token của cái dự án đó luôn. Thì ở đây á, mình sẽ zoom lại cái 9 cái loại token này. Mình sẽ có là 9 cái dự án có trong cái bài quiz này. Thì mình sẽ có Sealer, Tranches, Venus, v.v. Và mỗi dự án sẽ có cái phần thưởng là $28,000 dưới dạng token của riêng dự án họ. Mình ví dụ Sealer Network thì sẽ có tổng pool là $28,000 dưới dạng Sealer. Và mỗi người trả lời đúng hết cũng như là may mắn thì sẽ nhận được $50 dưới dạng token Sealer cũng như là 50 kim cương cho tài khoản CoinMarketCap. Và Sealer sẽ chọn ra 560, chọn ra ngẫu nhiên mọi người, 560 người thắng cuộc. Đó, thì sẽ có 9 dự án. Và sẽ có một vài lưu ý, đó là bạn phải trả lời ít nhất là 27 câu trả lời đúng. Và bạn phải có một cái tài khoản Binance đã KYC. Và cũng như là bạn phải có một cái địa chỉ ví BEP20 để có thể nhận được cái phần thưởng một cách ngẫu nhiên này. Ok, thì ngoài ra bên cạnh cái chương trình Learn and Earn của Web3 trên BNB Chain thì mình còn có một cái chương trình nho nhỏ, đó là cái chương trình Project Galaxy với phần thưởng là $180,000. Thì cái chương trình này nó khá là khó. Bạn hãy bấm vào cái chữ Proceed to Additional Homework thì sẽ được dẫn đến cái link của cái bài chương trình này. Thì cái chương trình này nó chủ yếu là về thực hành, tức là mọi người, mình ví dụ nha, bên Sealer Network thì mọi người phải tập bridge tài sản từ BNB Chain tới các cái chain khác dùng C-Bridge, tức là nó là chương trình về thực hành. Tuy nhiên bạn sẽ có cơ hội nhận được token của dự án. Thì hôm nay Linda sẽ không nói về cái chương trình này nha. Chương trình này thì nếu bạn nào muốn biết thêm hãy comment cho Linda biết bên dưới, Linda sẽ làm một video hướng dẫn riêng. Còn hôm nay thì Linda sẽ chỉ nói về cái chương trình Learn and Earn của CoinMarketCap thôi. Thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cái phần thưởng $252,000 dưới dạng các token khác nhau. Ok, thì xem qua bài học thì chúng ta sẽ có khoảng 10 bài học, có 9 dự án khác nhau. Thì các bạn nên xem qua cũng như đọc qua để cho CoinMarketCap biết là mình có theo dõi bài học. Sau đó click vào đường link để chúng ta bắt đầu bài test luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bài test luôn ha. Các bạn có thể pause video lại để có thể điền đáp án chính xác nhất. Tại vì cái bài này nó rất là dài, nó có khoảng 37 câu hỏi lận cho nên nó khá dài và khá là khó nhớ. Nên các bạn có thể dừng video lại để theo dõi ha. Mình sẽ bấm start. Rồi các bạn hãy điền email của các bạn, mà email đó chính là cái tài khoản CoinMarketCap. Và hãy điền cái ID của cái tài khoản Binance của bạn. Thì như hồi nãy mình đã nói, các bạn hãy truy cập vào cái tài khoản Binance, bấm vào cái hình biểu tượng profile này, bấm vào dashboard thì nó sẽ hiện ra cái dashboard và các bạn có cái user ID này vào. Ok, thì mình sẽ bắt đầu với phần trả lời câu hỏi luôn. Rất là dài nha mọi người. Which is not true?
the train first the direct facility over 20 aggressive conservative holder have a bear traded by Nance and PancakeSwap all the above. Access to new and innovative. All the above. All peer down simple text. All you can multiply. All by creating a space. Avatarity 100.000 like. Ở đây thì người ta bảo là bạn hãy follow cái tài khoản Gravity của Second Life và để là một cái comment, thì mọi người hãy bấm vào cái đường link này để dẫn tới cái tài khoản Gravity của Second Life. Click follow và để lại một cái comment thôi. Yes, I follow and left comments. Game with AR and VR technology, TNT and Go, console game players. Ở đây thì người ta bảo là mình phải follow cả hai tài khoản Gravity của Top Go và Top Manager, thì các bạn hãy cứ lần lượt click vào đây và để lại comment. Nhớ là follow và để lại comment nha. Follow nè. Sau lại comment. The system is busy. Các bạn cứ thử nha, không hiểu sao Linda không comment được. Nhưng các bạn cứ comment ha. Ok. Rồi chúng tiếp tục với các cái câu hỏi. Both are correct. Có free to play không? Có. As long as you want. Right? Đây sẽ là whitelisting holder, supply and volume. Và cuối cùng là order book. Ok. Và ở đây thì bạn phải đưa cho người ta một cái ví BEP 20. Mọi người đừng có lấy ví sàn nha mọi người. Mọi người hãy học cái cách tạo cái ví BEP 20 bằng ví Trust hoặc là các cái loại ví khác. Bạn đã hoàn thành cái task phụ của cái Project Galaxy chưa? Bạn nào mà đã hoàn thành rồi thì bấm là đã hoàn thành, còn chưa thì bấm là I will complete it. Cái project này nó worth tới $180,000 nha. Ok, bạn hãy follow cái tài khoản Gravity của BNB Chain và để lại comment. Bạn cứ thực hiện các thao tác như hồi nãy thôi, đó là follow và comment. Vì người ta comment khá là nhiều á, cho nên bạn nào không comment được như Linda thì các bạn có thể để comment sau cũng được. Còn lại mình cứ hoàn thành bài quiz trước, còn sau đó thì đợi khi nào mà cái system nó đỡ busy thì các bạn comment sau cũng được, nhưng mà nhớ là comment nha. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong bài test của How to Web3 on BNB Chain. Sau khi các bạn hoàn thành xong hai bài quiz thì các bạn sẽ nhận được hai cái email từ phía dự án của chương trình. Một cái email là cho join và một cái email là cho how to web bar on BNB chain. Các bạn nên nhớ là chỉ khi nào các bạn nhận được hai email này thì mới chắc chắn rằng các bạn đã hoàn thành một cách đầy đủ cái hai cái bài quiz đó nha.
Vừa rồi là cách mà các bạn có thể tham gia chương trình Learn and Coin Market Cap của hai dự án vô cùng xịn sò. Và nên nhớ là các cái đáp án mà Linh đang đưa ra chỉ có mang tính chất tham khảo thôi, còn các bạn phải tự đưa ra quyết định của bản thân mình ha. Nên là hy vọng là hai cái kèo này sẽ giúp cho mọi người có thêm thu nhập trong lúc mà thị trường đang khó khăn như thế này. Và biết đâu nếu bạn hold những cái đồng token này thì các bạn có thể ít nhiều lần tài sản của mình trong tương lai thì sao, đúng không? Nếu các bạn thích những cái video như thế này thì đừng quên comment cho Linda biết bên dưới ha. Và đừng quên cho Coin68 TV một like cũng như là một subscribe. Và Linda sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!